chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được huyện Mường Khương tích cực chỉ đạo với nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ. Trong năm nay, huyện Mường Khương đã huy động các tổ chức kinh tế xã hội và nhân dân ủng hộ quy ra tiền với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Đến nay, 16 trên 16 xã thị trấn đã hoàn thành quy hoạch chung về phát triển kinh tế xã hội, môi trường. Toàn huyện có 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên. Thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng trên người trên năm. Công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao. Năm 2021, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, duy trì các tiêu chí đã đạt được, triển khai giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí mô hình thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu đã đăng ký. Lào Cai có hơn 5.000 lao động làm việc trong các làng nghề truyền thống. Đây cũng là lực lượng lao động để phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Chính vì thế, những năm gần đây, tỉnh đã triển khai nhiều lớp dạy nghề truyền thống cho lao động tại các địa phương. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong những năm gần đây, Lào Cai đã đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 920 nông dân làm nghề truyền thống ở làng nghề. Ngoài ra, đã đào tạo bồi dưỡng cho 100 nông dân sản xuất giỏi để bổ sung lực lượng người dạy nghề, tham gia đào tạo lao động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề. Song hành với công tác đào tạo nghề, hàng năm Sở phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung khoảng 3-5 tỷ đồng vào tổng nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm cho các địa phương. Đến nay, tổng nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 200 tỷ đồng. Bước sang giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung đào tạo mới, đào tạo nâng cao cho khoảng 58.000 lao động. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn khoảng hơn 21.000 người và dự kiến cung cấp khoảng 3.000 lao động qua đào tạo cho các làng nghề. Đó sẽ là nguồn lực giúp xây dựng chuỗi làng nghề theo hướng phát triển ngành nghề, làng nghề gắn với phát triển du lịch của từng địa phương nhằm khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có. Hiện nay, nguồn vốn do Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng cho đoàn viên thanh niên vay phát triển kinh tế đều phát huy hiệu quả tích cực. Tổng dư nợ do đoàn thanh niên quản lý trên địa bàn tỉnh hiện đạt gần 753 tỷ đồng với 16.718 hộ đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển sản xuất. Trong đó, nợ quá hạn 688 triệu đồng chiếm 0,09% tổng dư nợ. Để nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả, đoàn thanh niên các cấp đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn trang bị kiến thức phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên, thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình thanh niên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Duy trì hiệu quả hoạt động của 551 tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn, thu gốc và lãi đúng thời hạn. Cũng từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho thu nhập trên 50 triệu đồng do các bạn trẻ làm chủ. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến cho các em học sinh, gia đình nghèo có một mùa đông ấm áp, qua sự kết nối của Liên đoàn Lao động huyện Bảo Yên, Đoàn Thiện nguyện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Châu Anh, tỉnh Nam Định đã tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa vì trẻ em vùng cao tại xã Sơn Hòa. Trong đợt này, Đoàn Thiện nguyện đã trao 700 chăn ấm, 900 áo rét, 100 thùng mì tôm, 700 đôi tất với tổng trị giá trên 250 triệu đồng cho các em học sinh. Những phần quà này chứa đựng tình cảm và sự cảm thông chia sẻ của doanh nghiệp với những người nghèo ở vùng cao còn nhiều khó khăn. Mùa đông đã đến, chúng tôi là những người tình nguyện của công ty Châu Anh, rất mong muốn mang được những cái tấm chăn, những chiếc áo ấm lên vùng cao cho bà con đồng bào ở trên vùng xa xôi này. Cũng hy vọng với cái tình cảm của công ty May Châu Anh và toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty gửi đến cho bà con vùng cao một mùa đông ấm áp. Trong cái lạnh giá rét này thì được cái chăn này ủng hộ cho cái chăn này phải nói là dân lại được cái sự hạnh phúc, thêm nữa là cái là ủng hộ kịp thời cho bà con nhân dân chúng ta. Chứ không, nói chung là ở trên này mà bây giờ bà con mà được cái chăn như này phải nói là rất tuyệt vời. Chứ còn bảo bây giờ những người khó khăn mà đi mua cái chăn này rất là khó, không thể đủ tiền mà mua cơ. Xuân Hòa là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Bảo Yên, tỷ lệ hộ nghèo còn 22,19%. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, xã Xuân Hòa cũng đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân nhằm chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là các em nhỏ vùng cao.
Trong cái dịp mùa đông của năm nay 2020 thì thời tiết cũng rất là khắc nghiệt, trời rét, thì nhà trường của cơ sở số 2 Xuân Hòa thì cũng có những các em học sinh chủ yếu là bà con thuộc về bà con dân tộc vùng cao, đời sống nhân dân còn nghèo, còn khó khăn, còn vất vả, thế thì cũng chưa đủ. Mặc dù đã được các tổ chức đoàn thể quan tâm nhiều nhưng cũng chưa đảm bảo hết được đủ được cho các học sinh có đủ trang các trang phục áo ấm để đi học hàng ngày. Thì cho nhân dịp này thì đại diện cho công ty Châu Anh có lên thăm và tặng quà cho học sinh, với mỗi em được học sinh là được một cái chăn ấm và áo đồng phục. Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với các hộ nghèo, học sinh vùng cao, nhằm góp phần sẻ chia, động viên kịp thời, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Năm nay, việc thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Lào Cai tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Thành phố Lào Cai tiếp tục xây dựng mới thành công 20 tuyến phố văn minh, 2 tuyến phố kiểu mẫu. Tại các tuyến phố này, người dân thực hiện tốt việc làm đẹp cảnh quan, môi trường sống, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, thực hiện việc phân loại rác thải và đổ rác đúng giờ quy định, công tác tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Cũng trong năm nay, thành phố tiếp tục thực hiện cải tạo cây xanh tại 17 tuyến phố chính, tuyến phố văn minh kiểu mẫu, 15 tuyến phố nội bộ tại các khu tái định cư, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa và các điểm nhấn đô thị. Những tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu được hình thành và phát triển sẽ tạo thành những điểm nhấn trong việc xây dựng thành phố trẻ, sáng, xanh, sạch, đẹp. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá cúp lễ hội đền thượng lần thứ 6 năm 2021. Tham gia giải có 12 đội với 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thành phố. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Đây là hoạt động giao lưu truyền thống hàng năm của tuổi trẻ thành phố, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng đá phát triển trong thanh thiếu niên. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao của thành phố Lào Cai đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng. Các bộ môn thể dục thể thao phát triển mạnh và ngày càng đa dạng, khơi dậy phong trào thể dục thể thao quần chúng. Hàng trăm sân chơi, bãi tập trên địa bàn đã được xây dựng, trong đó có 28 sân bóng đá được Ủy ban nhân dân các xã, phường, các doanh nghiệp phối hợp đầu tư xây dựng. Tại thị trấn Bát Sát, tình trạng vi phạm đổ đất lên hành lang đường bộ, nhất là dọc tuyến tỉnh lộ 156AB gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Khu vực tổ 1 thị trấn Bát Sát, đây là điểm đổ đất đá lên hành lang đường bộ với khối lượng rất nhiều. Những hình ảnh trên cho thấy, việc làm này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Người tham gia giao thông mỗi khi qua lại đây luôn phải hứng chịu bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế. Bức xúc lắm, suốt ngày đi tìm xe, tìm chỗ nọ chỗ kia để bắt bớ mà có đấy, bây giờ cứ đi thị trấn này bây giờ cứ gọi mãi chả được. Kể cả đổ rác ở các loại đường này đi nói họ cứ bảo là chúng mày làm ăn lương chúng mày phải dọn phải làm thôi. Quẩn qua này họ vứt cả rác xuống cống, suốt ngày phải đi chui xuống cống để bỏ rác. Theo quan sát của phóng viên, nhiều đoạn đường, đất đổ thải vùi lấp cả rãnh thoát nước mặt đường, vùi lấp cống thoát, tràn xuống kênh mương thủy lợi. Thậm chí nhiều xe vận chuyển đất đá không che chắn cẩn thận đã làm vương đất ra đường, gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông và môi trường. Ở tổ 1 đổ ra như thế nhưng mà Ủy ban nhân dân thị trấn cũng có biết cái thông tin này và cũng cứ hứa là sẽ bảo những cái đơn vị mà đổ ra để san lại trả, nhưng đến giờ phút này thì cũng chưa trả lại được cho đường hành lang cho đường bộ. Thực trạng này nó đã xảy ra lâu chưa? Thực trạng này là xảy ra từ hồi tháng 10, tháng 9, tháng 10 năm 2020 đến giờ. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ ban đầu để xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm. Khuyến cáo sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19, đeo khẩu trang y tế đúng cách. Khẩu trang y tế chỉ sử dụng một lần, không sử dụng lại khẩu trang y tế dùng một lần. Đeo mặt màu xanh xám ra ngoài, đeo mặt trắng vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên, kéo khẩu trang che kín cả mũi lẫn miệng, ấn kẹp nhôm,
ôm sát phần sống mũi. Trong quá trình đeo khẩu trang, tuyệt đối không dùng tay chạm vào mặt trước khẩu trang. Khi tháo khẩu trang, chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang, tránh dùng tay cầm vào mặt trước của khẩu trang để tháo ra. Sau khi tháo khẩu trang, cho ngay vào thùng rác có nắp đậy, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc chà tay bằng nước rửa tay có cồn sau khi tháo khẩu trang. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.